Nên nó về tìm à? À. Được bao nhiêu? Ồ, được đứng này à? Đây. À, thằng nào? Đây này, cô bác này, em Hải vừa mới ra đây được tầm độ 20 phút thôi. Được là có cả ốc này, cả con trạch nữa. Thằng nào? Cũng cầm cái nụ. Ấy. Cũng nặng phết đấy chứ, đùa đâu. Ai à, bụt bấy có hàng trong trăm đấy, chụp tiếng đấy luôn. Chân được xin đến với chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Video hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là mấy anh em thợ đã lên được một chút hàng gạch rồi cô bác. Tại video hôm nay thì cháu được xé đi xuống dưới nhà của ba ông cháu xem là hôm nay thì ba ông cháu ở nhà thì làm những công việc gì ấy cô bác. Tại ở trên kia thì ta có phần của đã có phần của mấy anh thợ là làm mà xong hết rồi cô bác. Như video trước thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là ông thì đang ăn nhổ cỏ ở đây. Thế vậy. Rồi thì cháu lực lên bắt gặp ông và cùng ông vun cái cỏ mà rau của ông thì bây giờ cũng đã xong rồi. Em Hải thì xử với Hải thì chắc chỉ có đi ăn chăn trâu thôi cô bác, cũng không có nhìn thấy con trâu ở nhà cả. Ai Hải bây giờ tiến đâu gì? Ồ, tao đang. Ồ, tao đang. Ồ, bảo cho Lực là em Hải váy sử đang chăn trâu ở dưới kia cô bác. Nơi hóc này dê này à? Tao khóc lại đang. Xí nhá. Ồ. Đấy, ông thì hôm nay là ở nhà là dọn vườn đấy cô bác. Đang chăn trâu ở đấy à? À. Em Hải thì đang chăn trâu ở dưới kia này cô bác này. Không biết là em Hải có đi làm thêm cái gì không? Sử đâu rồi? Sử khu ở nhà à? Rồi anh chào Hải nhá. Rồi. Anh. Đeo mic cho Hải nhá. Dạ. Hải thì nhìn thấy là có một cái dây chuyền rất là đẹp các bác ạ. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chân trâu à? Dạ. Đi đường nào? Cứ đi đường đấy thôi ạ. À đi đường đấy à? Dạ. Bây giờ thì đi theo chân của em Hải là đi bắt ốc các bác. Này thì đi bắt ốc này để làm gì? Để đi bán ạ. Để đi bán á? Dạ. À. Thế mọi năm là cũng đi bắt ốc này để đi bán à? Vâng. Chăn trâu xong là bắt ốc đi bán à? Vâng. À. Ốc này thì bán ở tận đâu? Xuống xá thôi ạ. Xuống xá? Vâng. Năm trước thì cũng vừa đi chăn trâu xong lại vừa đi bắt ốc à? Vâng. Đến thời điểm hiện tại ấy thì cô bác, bà con gạt hết cái phần ruộng của nhà mình đi rồi. Thành ra là mới đi bắt được con ốc này. Đi đường nào ấy? Xem. Ôi đường này không đi được đâu, đường này không đi được đâu. Đi đường kia kìa, hãy đi đường kia. Đường đây cũng được. Hả? Đi đường này cũng được. Đi, thế anh em mình đi đường này. Đấy, những con đường này thì chắc là với em Hải thì rất là quen thuộc rồi cô bác ạ. Có biết anh Sử đi xuống xá làm gì không? Không biết đâu ạ. Không biết à? Vâng. Điện thoại Sử không cầm đi à? Không cầm đâu ạ. À. Ôi từ từ đây có con gì sao ấy? À con này con gì đấy Hải ở đây đây? Có biết không? Được mà. Không biết đó. Hả? Lấy đi. Con này nhưng mà người ta có lấy không? Đấy chỉ biết tiếng mông thôi. À. Con này người ta không mua không? Em không biết ạ. Không biết à? Vâng. Đi xem nào. Đây, bây giờ thì đi theo chân của em Hải xem này em ấy đi kiếm được nhiều ốc không cô bác ạ. Đây, một tí nữa thì cháu được xé lên trên cái phần
nhà của bác cháu chúng tôi sẽ cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết và nắm rõ hơn. Đây, bây giờ thì phải qua mùa đông thì bà con mới tiếp tục là làm ruộng của bác ạ. Xuống ạ. Ây trời ơi. Trước kia thì cháu Lực chưa có lên chia sẻ có hoàn cảnh của em Hải, em Sử của bác. Thì em Hải ở nhà là đi lấy cái xô này để đi mò được những con ốc ấy. Trước thì một mình đi là có cả anh Sử nữa. Có cả anh Sử ạ. Trước có cả anh Sử à? Vâng. Trước là hai em chăn trâu với nhau xong rồi đi lấy à? Vâng. Mọi năm thì đi lấy ở tận đâu? Cứ lấy ở dưới kia ạ. Dưới kia? Vâng. Lần sau thì mặc áo đen đi, đừng có mặc áo trắng đi chăn trâu. Vâng. Mặc áo trắng đi chăn trâu thì nó có cái gì dính thì nó rất là khó lấy ấy. Vâng. Nó rất là khó giặt đấy nhá. Vâng. Bây giờ từ chỗ này xuống là có rồi đúng không? Phải đến chỗ kia thì mới có ạ. Phải đến chỗ kia thì mới có á? Vâng. Đi đường này đấy. Đi đường này. Nếu mà được nhiều thì mới mang để bán, được ít thì để ăn đấy chứ. Vâng. Đây, ở đây thì cái ruộng của bà con này, cô bác này, có cái nước nước nguồn đấy, cho nên là sẽ có những con ốc này, con trạch rất là nhiều. Năm trước thì Hải với Sử là đi lấy được nhiều nhất là bán được bao nhiêu tiền? Bán được 20.000 thôi ạ. Bán được 20.000 thôi á? Vâng. Nhiều nhất á? Vâng. Ôi dồi. Này tí chắc mang về nhà để ăn thôi chứ nhỉ? Vâng. Không mang đi bán nữa. Từ đây xuống là có rồi à? À đây thì anh nhìn thấy đã có những cái chai nhựa này này. Có những cái chai nhựa mà chắc là ai về đây lấy sao ấy, đúng không? Vâng. Hôm nay thì sẽ là một cái thước phim mà quay lại về cái thời xưa mà từ lúc mà cháu Lực với lại bạn Trình chưa có lên chia sẻ đấy. Em Hải với em Sử còn phải đi ra ruộng, ra đồng để nhặt được những con ốc như đây để đem đi bán đấy. Ở đây thì năm nào cũng có à Hải? Vâng. Thế ở đây thì nếu mà bây giờ bắt con trạch thì bắt ở đâu? Thế nào? Này thì bây giờ chắc là nó đi xuống A đây này. Ôi, chỗ này có đấy. Nó vừa đi trên chân hồ anh. Hả? Này dưới kia có à? Đi. Có nhưng mà con trạch thôi không? Người núng về tìm à? Vâng. À, chắc là đây có rồi. Tìm thôi nhỉ? Vâng. Bây giờ là bắt những con trạch nhá. Đào hang nhá. Vâng. Đây, đi ra cái hố này xem này. Dép để đây đi. Trước kia thì Hải thường ra đây để bắt à? Vâng. À. Ở đây thì có con trạch nhiều à? Đây này. Thế cứ tìm như này à? Vâng. Ôi dồi ôi, sâu đấy nhỉ?
con này con gì đây? À không phải. Đấy, để bà lết luôn. Con này bà lết này à, Hải này à? Con này bà lết này à? Một lúa này à? Còn đi tiết này. Những cái quả bé bé này thì để lại thôi. Năm sau thì mới có được. Hải à, nhặt được bao nhiêu con rồi? Sâu thế. Sâu à, nhặt được bao nhiêu con rồi? Hai con rồi ạ. Hai con à? Vâng. Hải mới răng thui khó mà Hải ơi. Mới răng thui thì bả khó à. Mới xào thôi à. Mới răng thui khó mà. Bả lên à. Hải thì với sự trước kia năm nào cũng lên cũng ra đây để bắt à? Vâng. Để bắt xong mang đi cho chợ bán à? Vâng. Này cứ đào đào như này là tí tìm thấy con của nó à? Vâng. Ui, chỗ này chắc không có đâu. Anh đào từ đến giờ không nhìn thấy con nào cả. Hải thì có vẻ là bắt rất siêu các bác ạ. Thức phim hôm nay là vào cái khoảng thời gian là năm trước em Hải với em Sử nó còn phải ra đây mò từ con cua, bắt từ con ốc một cô bác ạ để đi mang đi ra chợ bán. Ô đấy mới lái cho mày Hải ơi nè. Mua sắm mấy mấy lại Hải. Cái lần hứ cái mì gì đó. Thank you.
có được không hả Hải ơi? Được ạ. Được á? Đây anh bắt được mấy con này. Đây. Đến chỗ này là hết rồi đúng không? Vâng. Đến chỗ này là cũng hết ruộng, thành ra là chắc là không có nữa. Đi xem thành quả của Hải là vừa nãy lấy được bao nhiêu nào. Vâng. Được bao nhiêu? Ồ, được cái này à? Đây. À, thằng nào? Đây này cô bác này, em Hải vừa mới ra đây được tầm độ 20 phút thôi. Được có cả ốc này, cả con trạch nữa. Ốc này thì rất là to cô bác, ốc này thì là ốc ruộng này. Này Hải ơi. Vâng. Đây thì ít quá thì không mang đi bán được đâu nhỉ? Vâng. Hôm nào đi chăn trâu được cũng lấy à? Vâng. Bây giờ thì còn bán tiếp không hay là đi về rồi? Chắc là đi về thôi ạ. Bây giờ đi về à? Bây giờ là không có nữa nhỉ, không hết rồi nhỉ? Vâng. Dép của Hải là để đâu? Đây ạ. Ôi, chỗ này thì thằng nào mới có ốc ít nhiều này cô bác này. Ở đây thì có một cái... Ở đây thì có một cái chỗ khúm mà nó bị... nó có nước nguồn chảy ra cô bác, cho nên là nước ở đây rất là mát. Thành ra là chắc là ở đây mới có ốc đấy. Theo như lời của em Hải kể của bác thì bảo là năm nào em ấy cũng ra đây. Năm nay thì có một mình em ấy ở nhà. Năm nay thì Hải ra đây bắt ốc từ năm bao nhiêu tuổi? Từ năm 10 tuổi thôi ạ. Từ năm 10 tuổi à? Vâng. Năm 10 tuổi là biết ra đây bắt ốc à? Vâng. Chắc là năm nhỏ hơn, lúc mà em ấy nhỏ tuổi hơn cô bác thì em ấy vẫn theo chân anh Sử để ra bên này để bắt được những con ốc về, nhưng mà thấy cũng không có nhớ nữa rồi cô bác ạ. Thật ra thì tối đủ là Hải với ông để ăn chưa? Rồi ạ. Mày về đến nhà thì không biết là gặp em Sử ở nhà chưa, không biết là em ấy về chưa ấy. Đi chỗ kia rửa xếp. Hả? Đi chỗ kia rửa xếp không? Hả? Đi chỗ kia rửa xếp không? Chỗ kia có nữa à? Không phải. À, rửa xếp á, đi. Vâng. Đây, hôm nay thì đi xuống thì bắt gặp em Hải là đang chăn trâu. Xong thì cũng bảo là đi lấy ốc này. Cũng quay lại cái thước phim này luôn cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết là trước kia em Hải với em Sử ra đây thường hay ra đây để bắt ốc. Ở dưới này thì người ta có ống nhỉ, ống nước vâng, nhỉ? Vâng. Ống nước này dẫn đi đâu Hải có biết không? Không biết được ạ. Không biết à? Vâng. Ở dưới này thì có vẻ rất là mát đấy. Ui. Ống nước này khá là to đấy, không biết là đi, không biết là kéo đi tận đâu. Đã bây giờ ra đi tắm suối về chưa hả Hải? Chưa đâu ạ. Chưa? Vâng. Rửa em nào? Rửa nước mà đổ ở đây nhá. Ra đây anh rửa cho. À rồi rửa đi, em tự rửa đi. Chắc ở chỗ này là có cả cua đấy, chỗ này ấy. Hay nước ở đây thì phải nói thật sự ra là rất là mát cô bác ạ. Ở trên phía trên kia thì không có ngôi nhà nào ở nữa rồi, thành ra là không có thải những cái chất bẩn mà đi theo cái khe suối này nữa. Cái khe suối này thì hoàn toàn là nước nguồn từ trong rừng già chảy xuống đấy cô bác. Ừ.
Ôi đây có cả con, những con này này. Những con này thì không biết là con gì cô bác, nhưng mà em Hải là vẫn bắt này, vẫn ăn được, cho nên là em ấy sẽ bắt về. Con này thì chắc là để rang thôi nhờ. Vâng. Ốc này thì làm như thế nào để ăn hả Hải? Lấy cái nồi xong thì để đun đun nước sôi thì để vào trong thôi ạ. Để vào trong à? Vâng. À. Thế là trong... có cho gừng với sả gì không? Không cho đâu ạ. Không cho á? Vâng. Cho cho nước vào. Cho nước vào cái nồi thì đun sôi thì để ốc này xuống thôi ạ. Xuống rồi là vâng. Là nó chín là được ăn được rồi à? Vâng. À. Tối nay thì ba mấy ông cháu là đủ một bữa rồi nhờ. Đây rửa tay rửa chân này. Đây rửa cho. Mấy hôm nay thì em Sử thì đi đi cùng ai làm gì của bác đến giờ thì vẫn chưa có về. Nhưng mà ở nhà thì các anh thợ vẫn còn nói là rất là cố gắng của bác ạ. Bây giờ thì vừa rồi thì các sáng nay thì các anh ấy làm ở phần phía bên kia đã đặt được những cái viên gạch đầu tiên rồi. Đấy, bây giờ thì các anh cháu Lực cũng đã chia sẻ lên ở cái video trước rồi rằng là cái bên này sẽ là cái phòng ngủ, và đây thế là hai cái cửa mà đi vào phòng các bác. Đây thì các anh cũng căng dây rất là đàng hoàng và mới có thể xây được các bác. Đấy, như anh Vinh có chia sẻ với cháu Lực rằng rồi, nếu mà có anh thợ nào mà không có căng dây ấy thì chỉ có là xây là nó bị cong thôi. Đấy, bây giờ thì các anh đang hoàn thành nốt cái bể phốt này các bác này. Đấy, cái bể phốt thì cũng được chia ra làm 3 ngăn các bác ạ. Thắt lại về bà nào. Thắt lòng thắt lại về. Hôm nay hoàn thành cái bể phốt rồi anh Quang nhỉ? Anh Vinh nhỉ? Cố để cho nó hoàn thành mai đi lại cho nó dễ. Không trẻ con vào đây nó rơi xuống chết đấy. Sâu quá đúng không anh? Ừ. Hả? Thất hơi à? Thất hơi á? Thất hơi là cả bụng nước ống mình. Bố nó đâu gọi là thì mẹ mẹ mẹ. Thất hơi á? Thất hơi thì mẹ ấy xem ạ. Nhìn hốc cốt thì mới chúng ta cáo thất phân ra. Hả? Cốt phai chúng đi. Có bác phá một bạc này hả chứ? Ô bò không à? Phá liền nó còn không? Bây giờ thì chắc là các anh cũng chỉ làm xong cái phần bể phốt này rồi các anh cũng sẽ nghỉ ăn cơm tối rồi các bác. Đây ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là chú Bình là chịu trách nhiệm là nấu cơm á. Hôm nay thì chú nấu món gì chú? Vâng, 3 món. 3 món à? Vâng, món cá này, món ốc này, món dâu rừng này. Dâu rừng. Cái vâng. Dâu này đấy chú? Vâng. Dâu này là chú tự đi lấy à? Vâng, chú đi nhà chứ. À. Cái dâu này... Dâu này... Ăn sống được mà. Ăn sống được đúng không chú cái này? Ngọt à? Ừ. Ngọt à chứ? Đây thì hay chấm với lại đậu xí chú nhỉ? Cái này chấm đậu xí không phải nói à. Cái này mua hơi bị đắt đấy, nếu mà mình đi mua đấy. Ngày chợ thì người ta mới bán rồi chú nhỉ? Vâng, ngày chợ không có đâu. Vâng. Đây là dân tộc của mình. Vâng. ไปจ้ะไปเฮ้ยติจ๋ากูไปบ่ปั้นหนูกูไปนึกกูไปดีดูนึกติบ่ไปไปไหนคือนึกว่าเทไปแล้วอ่ะได้ชูอยู่ได้ไปมาทางเอากูกำปะหนูเอ้ยโอ้หลอกดีซะออกมาปุ๊ดโยอย่างหลอกกูได้มาอย่างหลอกกูหนักเฟ้ได้ชื่อตัวเด้อ ลาวเปียมะลาวติงจังปา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 ป
Ôi, một thú nặng. Ôi,
Chồng bà lễ. Chồng bà lễ. Đẹp bóng bò. Chồng bà lễ. Chồng bà lễ. Thiên bà yếu thì mà đây. Bà ô. Chà bà yếu. Giang, giang, đo giang bà nà. Đo. Ngâu ấy càng ấy bà càng. Thế thôi, bữa đây thôi mà. Thôi, chẳng này bà yếu tí ăn dâm bà. Đi cải bà. Ồ. Riêng cái ông nó bà nhà đó à. Riêng cái nó. Đây là nó là cái tấm nắp bể phốt của bác. À, rất là nặng luôn. Tận là 6 người khanh thì mới khanh được thôi. Mặc dù là nhìn trong nó như thế này các bác, nhưng mà bên trong nó có sắt này, có sỏi này, với lại có xi nữa. Wow, cột thái ổ. Cô chưa lắm ổ. Cứ chuẩn bị được của nó. Mắc mắc. Yếu thế mẹ. Đây à, thái chặt tâm luôn. Can nhé nữa à? Ôi. Mơ hốt lùm bàn đi lên màu kem, viên lên màu chèo kem. Đấy, kinh nghiệm 5 năm đấy, mua đâu. 5 năm trong nghề xây dựng đấy mà. Đi về Hiêm. Ôi. Bảo mình. Này. Chọn cái lông, chọn cái lông. ตังคือหลอกเว้ยบ่ากว่าโอ้ออกไกลของจ้ะโอ้ได้เก็บเอาไปมาโอเคอ่ะไหนจังแม่อ่ะบ่ได้แม่ว่าเฮาเต้าบ่ได้เด้อเอามาเก็บโต๊ะเต๋อลงมาเด้อๆสิบ่อึนมาเด้อๆเด้อบ่ขึ้นน่ะเด้อขึ้นขึ้นเลยล้วน มาเนี่ยมาไอ้มาดาวมึงจ้องกันนี้มึงไม่ใช้กินหนาวจองรอพี่รอกูจองรอเออใช่จองอืมดังมากดังมากกล้าละเนาะเด้อเนาะโอ้บ่แบ่งที่นี่บ่แบ่งดังมากดังมาก ăn được phút luôn mà nào. Thôi ô ô à. Mình bắt hôm này ô. Chúng chỉ chúng vậy là. Đây. Chú nó chả làm thế trước à. Không có chỗ đi vệ sinh đâu. Tôi còn phải xoay mất khối còn đi chứ. Có một miếng. Tôi nó khối. Đã khối mình trong bắt đi mình ra này ô nó. Bây giờ thì các anh cũng đã hoàn thành xong cái phần bể phốt rồi các bác. Ngày mai nữa thì cho mụ ống lên để lắp cái phần bể phốt trước. Bây giờ là kết thúc một ngày làm việc đấy anh nhỉ? Đúng rồi, giờ là nghỉ ngơi ăn tối thôi. Đấy, khi mà hoàn thành xong cái phần bể phốt thì chắc là chú Bình cũng ăn nấu xong cơm rồi các bác này. Tại ở đây thì các chú thiết kế cái kiểu mà làm thành cái ván trượt này xuống để trượt những cái viên gạch xuống của bác này. Hầu như là không có một viên gạch nào bị vỡ cả luôn. Hôm nọ thì trong cái quá trình mà mấy anh em vận chuyển gạch ở bên kia thì không thể tránh được sẽ có một cái hai viên gạch mà nó bị vỡ cả cô bác ạ. Đây, nhìn thấy các anh xây bằng cái gạch đỏ này của bác này rất là đẹp. Gạch đỏ này với lại gạch cái bê tông này thì gạch nào trắng hơn, gạch nào tốt hơn anh? Chắc chắn là tốt hơn. Đây rồi, tốt hơn á. Nhưng mà gạch kia nó to hơn đấy. Không chắc. Gạch này là đất nó nung mà. Nó nung thì xong nó mới thành viên như thế này mà. Thế gạch kia là nó chỉ khô thôi nhỉ? Kia nó thế ngày mai là tiếp tục là ở phía bên này à anh? Hay là cứ làm phía bên kia xong? Bên kia xong thì mới sang bên này à? Ngày mai là quay vòng vòng rồi. Quay vòng vòng rồi à? Khi nào chóng mặt thì thôi. Vâng. Mai là mỗi người xây một góc đấy nhỉ anh nhỉ? Cắt đi ngày mai sẽ có. Ui nước, đây uống nước lọc à anh? Phải mang nước lọc từ nhà lên à? Vâng. Đây, các anh thợ thì cũng rất là vui tính các bác ạ. Bây giờ là anh đi xin phép được thầy Khá nhá.
Cái bay của mình còn chưa thao đâu. Cái ủng thì hầu như là các chú vẫn chưa đeo đôi nào đâu chú nhỉ? Ủng ấy. Đấy, tối nay thì chắc là có khi là không có ngủ hết được vào trong này đâu chú ạ. À. Gập đã. Gập đã chú. Vâng, gập lại. Vâng, gập lại để lấy chỗ ăn cơm mà chú. Cái lều này thì hôm nọ cũng được bác là Trần Thủy Tiên, bác có gửi cho cháu Đức trong lúc mà mấy anh em đi trong cái vật liệu ấy cô bác. Cái vật liệu thì bây giờ những cái phần mà gọi là quý nhất của nó thì đã lấy hết về vận chuyển hết ra bên này rồi. Bây giờ chỉ còn bên kia chỉ còn mối cát thôi cô bác ạ. Cái mối cát thì không có cần phải là trong coi cho nên là cháu Đức cũng không có dùng đến cái này nữa. Cũng để lại cho các anh thợ để cho các anh đêm hay các anh ngủ. Cố gắng thôi. Ai hôm nay chip này, hiểu? Để lên. Hả? Hay bây giờ thì cũng giờ đến giờ là chuẩn bị các anh thợ ăn cơm của bác, rửa chân tay mọi cái. Tối nay thì có tắm không ạ, anh Vinh anh Thanh? Tắm luôn. Wow, tắm ở đây luôn à anh? Tối nước ấm trong tắm. Nước ấm trong tắm à? Tối nó ấm mà. Làm sao mà ở được? Tối như Vinh nó lạnh luôn nhở? Các anh thợ thì bây giờ chỉ còn chỉ đun ra nước để tắm luôn các bác. Đây xem là của tối nay các chú ăn món gì nào. Đây ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có 3 món của bác này. Đây thì là cái rau vừa nãy chú Bình cũng giới thiệu rồi. Ui bát nước chấm này đẳng cấp đấy chú Bình à? Vâng, còn một món nữa. Ừ, bát nước chấm này đẳng cấp đấy cô bác ạ. Như kiểu chú Hải Sapa TV đấy, nếu mà có cô bác nào theo dõi kênh của anh Hải. Ở đây còn một món ấy à. Đâu chú? Đây, món ốc này. Chín rồi chú? Chín rồi đấy. Ốc lục cả con đấy. Đây, ốc này. Ốc này là ốc chú đi nhặt à? Vâng, hôm nay chú đi nhặt. Ốc đen. Ốc với lá chanh nhá. Thiếu muối xả nữa. Đây là ốc ruộng này có bác này, được là các chú đi nhặt về. Đây, cái tiến độ mà hôm nay cháu Đức cũng đã cập nhật lên cho tất cả cô bác, anh chị là cũng biết rồi. Đây, cái thực phim hôm nay là cùng em Hải đi, vừa là đi nhặt ốc này, xong là phải nói là gọi là ôn lại cái quá khứ của một năm về trước. Em Hải với em Sử là phải đi nhặt từng những con ốc và từng những con cá trạch một để hai anh em mang ra chợ bán. Xong là để đổi được những cái cân gạo này. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì cũng được có duyên gặp cháu Lực với lại bạn Trình thì hai anh em có chia sẻ. Hai em lên thì rất là mừng khi mà hai anh em đều nhận được tất cả những cái tấm lòng vàng và cái phần hiện kim của cô bác anh chị gửi tới cho hai anh em. Thì đến hôm nay thì các em sẽ có, trong thời gian tới thì các em sẽ có một cái ngôi nhà mới để ở cô bác ạ. Thì phải nói là rất là biết ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, cảm ơn. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ được những cái hoàn cảnh mà còn là khó khăn ở trên vùng cao này. Trong thời gian tới thì cháu Đức cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những khoản hỗ trợ của cô bác anh chị gửi tới cho những cái hoàn cảnh mà cháu Đức đang đi chia sẻ các bác. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bán Em. Xin chào cô bác anh chị. Tôi tên là Quang, tôi chào tất cả các bác nha. Cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh chị ạ. Hôm nay thì cái đời thợ tôi thì bây giờ cũng đến giờ nghỉ thì nói chung thì cũng đổ hết cô rồi. Hôm nay cũng lên được tí tường. Chắc tôi xin kính chào các bác nhá.